Đây là những chuyện tu tiên nữ cường đã phun, chỉ mới phun phần một thôi. Một, bổn vương phi có thần, đăng. Hai, ta nuôi nam thần ở dị giới. Còn đó những người bên nhau thì sao đây chẳng thấy đâu. Hoàng thúc cùng cưng, triều vương phi.